anh chuẩn bị xong chưa, Delish? Tôi gọi nó ngay đây. Norman! Bác Trevor thật tốt khi dắt con đi ngắm chim trong chiều nay đó. Dạ mẹ. Biết vậy thì con phải nhớ cửa sổ cho đàng hoàng đó. Dạ mẹ. Anh nghĩ trời có mưa không hả Trevor? Dạ mẹ. À, ý tôi là chắc có mưa vì bầu trời nhiều mây quá, Delish. Tôi chuẩn bị cho hai người bữa trưa rất ngon đây. Phô mai và dưa chua tuyệt vời. Đợi tới bữa trưa đã, Norman. Chào mọi người. Chào Elvis. Họ chuẩn bị đi ngắm chim đó. Hãy nhớ quay về đúng giờ để xem tôi trên TV đó nha. Ôi, đừng lo. Cả tỉnh Bumpty Bandy này ai ai cũng đều biết là tối nay anh sẽ trình diễn trong buổi đàn nhạc hội trên TV mà. Nhìn nè, anh cũng có trong tạp chí ở đây nữa. Anh sắp nổi tiếng rồi đó, Elvis. Ồ, không, tôi không nghĩ là... Cháu xin chữ ký của chú được không? Mày mốt chú nổi tiếng khó xin. Còn tôi thì muốn có một tấm hình với ngôi sao ca nhạc danh tiếng của chúng ta. Ờ, chị chụp cho đẹp à. Ồ, ngại quá à. Đừng có quên chúng tôi khi được nổi tiếng và giàu có đó nha. Chỉ là một buổi trình diễn nhỏ thôi. Nhỏ gì Elvis? Đó là một bước ngoặt lớn của anh. Thôi được rồi, giờ thì lên đường đi ngắm chim thôi, Norman. Tạm biệt mà. Đi chơi vui nha. Mình sao? Một ngôi sao ca nhạc hả? Chào nha. Tôi muốn cái xe này phải sáng bóng để tôi có thể thấy bữa ăn của tôi trong đó. Ý của tôi nói là có thể soi thấy mặt của mình luôn. Nè Elvis, cậu lại trễ nữa hả? Xin lỗi sếp, tôi phải đi xuống thị trấn để cắt tóc đó sếp. Tối nay tôi có buổi trình diễn ca nhạc trên TV mà. Ê, giờ thì đi lấy nón bảo hiểm đội vào và làm việc đi. Hát hò gì không biết nữa. Chúng ta ăn bánh sandwich nha bác. Cháu đói bụng quá rồi nè. Chưa được. Trước hết chúng ta cần phải tìm và chụp hình cho được một con chim chích màu đỏ đã trao ạ. Nó làm sao hả bác? Đó là một loại chim quý hiếm. Lâu nay bác hy vọng tìm thấy mà chưa có được. Dạ cháu biết rồi. Nhưng cứ cho cháu ăn một miếng bánh ngọt nha. Chút nữa đi. Tiếp tục thôi. Có vẻ như cả buổi chiều nay sẽ làm việc ở gara rồi. Mong là không có đám cháy nào. Hít khói bụi sẽ làm giọng của tôi bị khàn. La 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 la. Elvis, tập trung làm việc đi. Ở đó mà la hét ôm sòm à. Xin lỗi sếp. Bây giờ thì chúng ta ăn trưa được chưa vậy bác? Chưa, Norman. Bác chưa tìm thấy con chim chích màu đỏ của bác mà sao ăn được. Thấy một con rất giống con chim chích màu đỏ ở bên kia kìa bác. Một con chim hả? Ở đâu? Đâu nó đâu rồi? Dạ, ở đằng sau cái cây bên kia đó bác. Vậy sao Norman? Đợi bác ở đây nha, để bác đi coi thử ha. Bây giờ mình được ăn thoải mái rồi. Không có con chim nào hết á, chắc là cháu nhìn làm rồi. Đi tiếp đi. Ồ, không. Thưa sếp, tôi bị một cái mụn ở trên mũi rồi phải không vậy? Không, không có thấy gì đâu. Nè Elvis, cậu cần tập trung làm việc đi, chứ không phải là lo mấy cái mụn trên mũi. Công việc? Chán thiệt, chắc có lẽ tôi làm lính cứu hỏa không được lâu nữa đâu. Hả? Không muốn làm lính cứu hỏa nữa à? Chú Trevor nói tôi có thể là một ngôi sao ca nhạc nổi được tiếng đó. Được chứ, nhưng phải biết rằng, hiện giờ thì cậu vẫn là lính cứu hỏa đó, có nhớ chưa? Có điều này. Tối nay cậu diễn trên TV hả? Cậu có thể gửi lời chào tới người bạn già này được chứ? Chứ chắc chắn là nó bay hướng đó mà. Để bác qua thử coi sao. Giờ thì ăn được rồi nè. Chắc là sắp bão rồi, đi về nhanh thôi cháu ơi. Vậy còn bữa trưa này thì sao bác? Giờ không phải là lúc nghĩ đến việc ăn uống nữa đâu. Nhưng bác chưa chụp hình được con chim chích đó mà. Thôi trời, chắc là để lần khác. Vậy thôi. Xong. Điểm tiếp theo là trường quay đài truyền hình. Sam nè, chúng ta phải tìm người thay thế Elvis để phòng anh ta nghỉ việc ở trạm cứu hỏa này đó. Elvis nói anh sẽ nghỉ sao? Cậu ta vừa nói với tôi là cậu ấy không muốn làm lính cứu hỏa nữa. Đại loại là muốn trở thành ngôi sao ca nhạc gì đó. À!
thể nó sẽ cháy lớn hơn nữa. Để bác gọi người tới giúp nha. Sếp cũng biết là tôi không muốn Elvis nghỉ việc ở đây chút nào hết. Ồ, khoan, chờ chút đi sao. Hả? Sét đánh trái cây. Chúng ta phải hành động nhanh lên, chứ không thì sẽ gây ra cháy rừng đó. Gọi cho Tom đi sếp. Ý kiến hay đó Sam. Rất tiếc là không có Elvis ở đây. Chúng ta phải tận dụng hết nhân lực hiện có thôi. Xe buýt sao lâu quá vậy? À, chú cho con xin chữ ký đi chú Elvis. Được thôi James. Có cả chữ ký của chú Sam ở trong này nữa. Dạ, bởi vì chú ấy hằng ngày đều giúp đỡ mọi người và chú ấy còn lái được xe cứu hỏa Jupiter nữa. Nhưng mà sao chú vẫn chưa ký cho cháu vậy? À không, chú nghĩ là không. Sam, dừng lại đã. Có chuyện gì khẩn cấp vậy? Nghe nói là có cây bị cháy ở trong rừng, sợ là nó sẽ cháy lan qua những cây khác. Ồ, có vẻ nghiêm trọng quá. Tôi có thể tham gia cùng anh được chứ? Vậy còn buổi trình diễn thì sao, Elvis? Chữa cháy là nhiệm vụ quan trọng nhất của người lính cứu hỏa. Sam kìa. Có cả chú Sam nữa. Thật tuyệt. Hai bác cháu không sao chứ? Do cảm thấy không đủ khỏe. Chắc cháu phải ăn một miếng sandwich quá. Không phải bây giờ đâu, đồ mình. Chắc là giờ này anh đã trễ buổi trình diễn trên TV rồi. Cũng sẽ không trễ đâu nếu đi bằng trực thăng. Lên đi Elvis. Hay quá, cảm giác thật tuyệt đây. Giống như là một ngôi sao ca nhạc thực thụ vậy. Elvis, khoan đã. Anh quên cái này nè. Chúc may mắn nha, chúng tôi chờ coi anh trình diễn đó. Cảm ơn, sáng mai tôi sẽ quay lại trạm đi làm bình thường. Đó là con chim chích màu đỏ đó. Đứng im đi Norman, để bác chụp cho. Và bây giờ đến từ tỉnh Monty Bendy, Elvis Rick Clinton. Tôi xin được tặng bài hát này cho những người bạn của tôi ở Monty Bendy, đặc biệt gửi tới lính cứu hỏa Sam, Penny và tất nhiên là trạm trưởng Steel nữa, và những người đồng nghiệp tốt nhất thế giới. Mọi người có nghe được gì không? Anh ta vừa mới nhắc tên tôi đó. Bạn ơi, hôm nay tôi được lên sân khấu, nhưng mà tôi không sao quên rằng tôi là lính cứu hỏa. Ding-a-ling, ding-a-ling, hãy nhớ đến tôi. Tôi luôn ca vang, tôi luôn hiên ngang, xin bạn đừng quên tôi. Chàng trai dễ thương lắm. Kiên cường dù đầy hiểm nguy mà chẳng lo chi, dù khó khăn nhưng chẳng ngại ngần, là những anh hùng như sao.